Người ta nỗ lực lắm, người ta hết mình ra mà vất vả cả suốt từ đêm mà đến sáng luôn, coi như chạy ngược chạy xuôi. Nói chung các cái anh ấy hỗ trợ đây là người nào cũng vất vả, kể cả công an, cả kể cả dân mà ra đây xem thì con cũng hỗ trợ luôn. Những thanh niên này có người là phiên dịch viên, có người là sinh viên và cũng có cả nhân viên văn phòng, hay có người chỉ là thợ sửa xe nhưng trong màu áo cam bảo hộ. Họ trở thành những tấm gương dũng cảm sát cánh cùng các chiến sĩ công an tham gia cứu nạn, cứu hộ ngay tại hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, nơi đã tước đi mạng sống của 56 người dân. Trước mắt mình cảnh tượng khi mà vừa tiếp cận là một cảnh tượng rất là hỗn loạn, rất đông người và mọi người thì rất là hoảng loạn và lo lắng. Bản thân mình cũng ngợp khi mà mình thấy cảnh tượng đấy, mình cũng hoang mang, mình cũng sợ hãi, nhưng mà mình vẫn phải làm vì công việc, vì trách nhiệm, cũng vì là mình làm từ thiện mà. Mình chỉ biết là mình làm, cố gắng hết sức, cố cứu càng nhiều người càng tốt. Hiện tại thì mình, công việc của mình là đang là phiên dịch viên tiếng Nhật. Vụ cháy vừa rồi phải nói là một nỗi ám ảnh. Cái ám ảnh đấy là nó không nằm ở chỗ những người tử vong, nó nằm ở chỗ đó là những cái tiếng kêu cứu thất thanh của những cái trẻ em và những người đang còn cố gắng muốn cho mình một cơ hội sống. Sau khi đám cháy kết thúc thì tất cả mọi thứ nó trở nên hỗn loạn. Thang bộ thì gỗ thì nó rơi xuống hết, tối đen, nó rất là khó tìm kiếm các nạn nhân. Trấn an bình tĩnh của mình bằng cách đó là mình nghĩ các nạn nhân ở trong đấy đều là người nhà của mình, đều là người thân của mình. Mình cứu được 3-4 trường hợp. Đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angel có khoảng 150 thành viên, vốn được huấn luyện, đào tạo chính về kỹ năng sơ cứu các trường hợp gặp tai nạn giao thông trên mọi cung đường. Nên đối với nhiều thành viên của đội, đây là lần đầu họ phải đối diện với tình huống nghiêm trọng như vụ cháy vừa qua. Mình được đội đào tạo qua một lớp sơ cứu với cả tình huống, xử lý tình huống. Là mình hỗ trợ trực tiếp là từ đầu đến cuối, tổng cộng là 9 tiếng tất cả. Khi đặt chân lên trên tầng, một cái khoảng thời gian là mất tầm khoảng 5 đến 10 giây. Không định hình được cái cảnh tượng nó như vậy, quá khủng khiếp. Nghĩ lại những cái đám cháy đấy và cái vụ việc luôn luôn quanh quẩn trong cái đầu. Đến thời điểm hiện tại, đến bây giờ thời điểm hiện tại mình vẫn bị thế. Đối với vấn đề hiện trường thì với kinh nghiệm dày dặn của mình đã từng đi tham gia rất nhiều các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy của đơn vị trước đây mà mình công tác ở trong Bộ Quốc phòng. Thì mình đã về truyền đạt lại, truyền thụ lại cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn chi tiết từng thứ một có thể xử lý mọi tình huống ở hiện trường. Tôi nhận thấy rằng là sự tin tưởng, tôi đã được đạt được sự tin tưởng của lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng như là lực lượng chức năng, được những người dân tiếp nước, rồi tiếp đồ ăn thức uống cho tôi, vì chúng tôi đã làm việc trong một thời gian gọi là căng thẳng rất là dài, nhưng mà nhìn thấy cái sự gọi là yêu thương, quan tâm của tất cả các cấp chính quyền cũng như là người dân, thực sự là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Để chia sẻ và hỗ trợ với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, các thành viên của Fast Angel kể từ thời điểm thành lập từ tháng 9 năm 2019 đến nay, họ vẫn luôn cống hiến hết mình theo đúng tôn chỉ 5-0 và 5-vì của đội, đó là không bỏ rơi, không thu phí, không phân biệt, không tranh cãi, không kết án và vì cộng đồng, vì người dân, vì xã hội, vì bản thân và vì thế hệ mai sau. Qua đó đã giúp đỡ và cứu sống hàng nghìn trường hợp gặp tai nạn, sự cố nghiêm trọng.